Hello quý vị và các bạn. Video trước thì là Tiến Mimi rất cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ cái video của Tiến Mimi để cho một bác đã điện thoại cho Tiến Mimi. Thì bác Bùi Đình Chuyển ở Hải Phòng thì đã đặt hàng mua của Tiến Mimi, nhưng mà do thời gian đợi hàng rất lâu thì là Tiến Mimi đã đánh mất cái địa chỉ của bác. Thì không nhìn thấy thì lúc sáng thì Tiến Mimi đã đăng cái video để nhờ các bác chia sẻ để cho bác điện lại cho Tiến Mimi. Rất cảm ơn các bác đã chia sẻ để bác biết điện lại cho Tiến Mimi. Thì video này Tiến Mimi rất cảm ơn tất cả các bác. Thì là bên Tiến Mimi test luôn video này để cho bác Bùi Đình Chuyển. Thì mai sáng thì em sẽ đóng hàng gửi cho bác. Chiều hôm nay là đóng mấy đôi loa kia thì chưa đóng được cho bác, tại vì vệ sinh lại cho bác nữa. Thì đây Tiến Mimi vệ sinh lại cho bác rồi. Đó. Xuất sắc luôn các bác, không phải thăm tăn gì. Ok nhé, đặt xuất sắc luôn. Đây lọ của bác này. Đây Tiến Mimi cũng test nhạc luôn. Rất cảm ơn các bác đã chia sẻ để cho bác chuyển biết đến loa đã về. Thank you.
Đó, video này cái mình cũng quay luôn loa cho bác chuyển. Nếu bạn nào có nhu cầu lấy nhiều cái mặt hàng loa thì liên hệ với Tiến MV theo số điện thoại là 0948 388 448, xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến MV ở cầu Thang Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy video hay thì bấm like, chia sẻ cho Tiến MV.